Thưa các quý vị đại biểu, khách quý, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 17 tháng 11 năm 1930, 17 tháng 11 năm 2020 và ngày hội đại đoàn kết của tổ dân phố 3 năm 2020, hôm nay đội văn nghệ tổ dân phố xin được gửi tới các quý vị một chương trình văn nghệ chào mừng với chủ đề Vun đắp tình đoàn kết. Để mở đầu chương trình, tốp ca nam nữ với bài hát Lá cờ Đảng, sáng tác Văn An, xin kính mời các quý vị đại biểu cùng thưởng thức. Thank you.
Kính thưa quý vị, Bác Hồ là chiến sĩ cộng sản đã hy sinh cả cuộc đời mình đấu tranh để giải phóng cho dân tộc bị áp bức, để nhân dân được sống tự do hạnh phúc. Bác Hồ như dòng sông mát dịu cho cuộc sống sinh sôi. Bác ngày bát mai xua tan đêm tối những đêm giá lạnh. Bác là tấm gương sáng chói, là vị lãnh tụ vĩ đại không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn với cả thế giới. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la, sáng tác Thuận Yến do Thùy Trâm thể hiện. Thank you.
chống Mỹ là tình yêu da diết, nỗi nhớ tha thiết của anh và em. Và tình yêu thương ấy đã cháy lên ngọn lửa căm thù. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, sao ánh em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Nỗi nhớ em, nỗi thao thức về quê hương đất nước mà mắt anh không ngủ. Ánh mắt anh cười sáng long lanh như những ánh sao đêm. Ở hậu phương anh vẫn hiện tại em trong đám, em vẫn theo dõi những bước hành quân vất vả nơi chiến trường. Là cảnh ban khoe sắc gọi xuân về, là những bông giá quỳ ở làng để đứng để đứng nhìn khi mà những người cùng hòa bình và giai điệu của bài hát để ca khoe sắc sáng tác đủ nhiệt hẹn do thiên nhiên và thiên nhiên. Thank you.
Trong suốt tiến trình phát triển của đất nước, từ khi Đảng ra đời, những dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc đều có dấu ấn lớn lao của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức được thành lập bởi sự sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát bài ca Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng tác Đoàn Bộ do Quốc ca Nam viết của Thân Phú của mình. Thank you.
chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những nếp nhà sàn xinh xắn ẩn mình trong những lùm cây xanh của bản làng người Thái, người Khơ Mú, nơi vùng núi thấp gần nguồn nước có một con sông, con suối nhỏ chảy quanh ôm ấp lấy bản làng, hay những nếp nhà sàn đơn sơ giản dị của người Mông trên những đỉnh núi cao. Đến với Tây Bắc, chúng ta sẽ đắm chìm trong cảnh sắc thơ mộng của vùng núi thiên cương tổ quốc. Tây Bắc đẹp từ những rừng cây treo leo, đẹp từ mùa lúa chín vàng vương tới mùa gặt, là cảnh ban khoe sắc gọi xuân về, là những bông giá quỳ nở vàng triền núi. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu của bài hát Tây Bắc, Thế Bắc Bùi Thị Hạnh do Thiên Nhung và Thi Nguyệt thể hiện. Thank you.
Xin thưa quý vị, giáo thúc là một loại hình nhạc dân tộc lâu đời nhất trong các loại nhạc cụ dân gian Việt Nam. Giáo thúc được làm từ thân chế mảnh mai trong thời nhà. Mỗi khi tiếng sáo cưới lên như vua trẻ trong giấc ngủ chưa hề oi ả, những đêm trăng thanh vắng sáo cho trẻ ra đồng réo rắt trên lưng trâu, cho tới khi chiều những chiều rơi chậm chậm hồn quê. Tiếng sáo thanh bình, ngọt ngào và đầy áp tâm hồn Việt Nam ấy đã và đang sống cùng với chúng ta từ mái tranh nghèo thôn quê cho tới những căn phòng máy lạnh nơi thành thị. Sáo trúc Việt Nam là người bạn sẵn lòng chia sẻ buồn vui mà chưa bao giờ sáo cảm thấy thua thiệt vì thân phận giản đơn của nó. Và sau đây xin kính mời quý vị đại biểu cùng lắng nghe tiếng sáo và giai điệu của bài hát Anh Vẫn Hành Quân biểu diễn thanh bình. Với một bài hát thật xúc tích mà đã đủ làm cho người nghe hình dung ra một Thái Bình với đầy đủ các địa danh nổi bật đầy thơ mộng, một mảnh đất ngạt ngào hương thơm của lúa và hương thơm của tình người. Và sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nắng Ấm Quê Mưa của đại sứ ca sĩ thể hiện của anh ta. Thank you.
mà cháu đang trong mưa nhuộm phần mình xanh tốt mà cháu có cháu đang vẫn phần là đứa sinh xuôi Thái Bình ơi. Đưa em về đầu gối, anh thương em.
cùi mây nặng kia lấy đi đeo quất trên hải thảo đi nhiều đầu tôi sao ở bên người ta đeo quất tôi khóc ở bên người nên đừng hái quá nói cười tiếng lo hái đào thế cam chín nhãn Hãy subscribe.